Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tôi ngày hôm nay muốn chia sẻ với anh chị em một đề tài, mà trước khi chia sẻ tôi muốn kêu gọi anh chị em, bắt đầu từ Chủ nhật tuần sau hãy tìm cuốn sách này mà đọc. Nó có tựa đề là Đời Sống Không Có Xung Đột. Đây là chìa khóa của sự cầu nguyện anh chị em sẽ được nhậm lời. Lời Chúa nói trong Kinh Thánh rằng, hễ hai ba người trong các ngươi mà thuận nhau, cứ hai người thuận nhau dưới đất cầu xin cha bất cứ một điều gì thì cha ta ở trên trời sẽ làm cho. Thuận nhau vô cùng là quan trọng. Thuận nhau vô cùng là quan trọng. Nếu bạn đặt câu hỏi tại sao lời cầu nguyện của bạn vẫn chưa được nhậm lời, câu trả lời của bạn hãy xem lại xem sự hòa thuận ở trong lòng như thế nào. Linh của sự xung đột sẽ phá hủy mọi sự khác. Thi Thiên 133 từ câu 1. Xin cùng tôi giở Kinh Thánh cùng đọc nào. Thi Thiên 133 từ câu 1 trở đi. Xin chúng ta cùng nhau xem lời Chúa dạy chúng ta như thế nào. Thì anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay. Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của Aaron, chảy đến chốn áo người. Lại khác nào xương móc hẹc môn xa xuống trên núi Sion, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Lần trước tôi qua bên California và những người mục sư mà vừa rồi anh chị em được nghe họ gửi lời chào tới Berlin, họ có kêu gọi tôi hãy tổ chức một cái đại hội phấn hưng tại đó. Tôi nói với họ rằng các vị kêu gọi nhưng lòng của tôi thấy chưa phải là thời điểm, cho tới khi các vị ngồi chung lại được với nhau, cho tới khi chúng ta lập lại trật tự trong hội thánh và làm sao cho không có một sự xung đột nào, ganh tị trong nhóm người này, thì lúc đó mới nghĩ tới sự phấn hưng. Và họ đã nghe được điều đó. Trong thời gian mấy tháng tôi trở về Berlin, họ đã bắt đầu ngồi chung lại được với nhau, gọi điện thoại cho nhau. Tôi có giúp họ từng cá nhân một để họ có cách ngồi chung lại được với nhau. Và cảm ơn Chúa vừa rồi họ đã ngồi chung lại được với nhau. Không phải chỉ họ bảy hội thánh đó, mà còn cả mấy chục hội thánh khác, họ cũng cùng nhìn thấy những người để đoàn kết. Họ bắt đầu trong đầu suy nghĩ, và khi đi từ hội thánh này tới hội thánh khác, họ đã chộp được ý tưởng và sự ước ao. Đó là sẽ có một ngày tại thành phố California này sẽ có một cái buổi truyền giảng 2.000, 5.000, 10.000 và 15.000 người tại nơi đó cho người Việt Nam. Thành phố đó có nửa triệu người Việt Nam sống tại nơi đó. Toàn người Việt Nam. Bạn đi ngoài đường phố toàn thấy Việt Nam. Cửa hàng cửa hiệu chữ nửa Tây nửa ta. Phở rồi bún chả rồi đủ các kiểu. Bạn nhìn thấy cảnh sát là người Việt Nam. Các cửa hàng bánh mì, nướng bánh mì là người Việt Nam làm việc. Bởi vậy cho nên xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta cùng nhau ước ao và cầu nguyện cho khải tượng nó. Tại Berlin, tại Đức này cũng cần phải được phấn hưng khi hội thánh của Chúa được củng cố và vững vàng. Amen. Ở đây lời Chúa nói làm sao để phước đổ xuống, làm sao để dầu đổ xuống. Vừa rồi tôi có kêu gọi một người cầu nguyện cho hội thánh, bởi vì nó rất là quan trọng. Khi anh em ăn ở hòa thuận nhau, có hai điều đặc biệt quan trọng xảy ra khi ăn ở hòa thuận. Một, đó là dầu. Hai, đó là xương móc hẹc môn. Dầu luôn tượng trưng cho quyền năng của Chúa đổ xuống. Khi hội thánh hiệp một lại tại vùng đất Cali đó, thì phép lạ xảy ra trong những buổi nhóm khi họ nhóm chung lại với nhau. Khi chúng ta hiệp một lại với nhau, tôi không muốn nói rằng phải bắt buộc hết thảy, kể cả những kẻ mà tìm cách phá phách cũng hiệp một lại cùng với chúng ta, không. Những con người có tấm lòng hòa thuận lại, chứ không phải những kẻ mà phá phách. Những kẻ phá phách Chúa sẽ xử họ theo cách mà Ngài nhìn họ. Còn hết thảy chúng ta ở trong cùng một khải tượng, chúng ta cần phải ngồi lại với nhau, cầu nguyện chung với nhau. Và khi ăn ở hòa thuận nhau đó, thì điều đầu tiên, sự sức giàu sẽ đổ xuống. Sự sức giàu đó là giàu đổ xuống mang tới sự giải phóng này, mang tới sự chữa lành này, mang tới sự phép lạ dấu kỳ này. Điều thứ hai xảy ra nữa, đó là xương móc. Xương móc ở đây nói về phước, nói về sự giàu có, nói về hạnh phúc, nói về sự hòa hiệp trong gia đình và con người với con người. Anh chị em, rất là quan trọng ăn ở hòa thuận nhau. Amen. Làm sao để ăn ở hòa thuận nhau? Câu Kinh Thánh tiếp theo đặc biệt quan trọng, Châm Ngôn 17 câu 1. Chúng ta sẽ quay trở lại Thi Thiên 133. Châm Ngôn 17 câu 1 nhắc nhở chúng ta, nói về sự cầu nguyện đây này.
thà một miếng bánh khô mà hòa thuận còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau. Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau. Nhá. Của tế lễ ở đây nó giống như là sự cầu nguyện của bạn với Chúa vậy. Có nhiều khi bạn cầu nguyện với Chúa, bạn dâng của tế lễ, có nhiều khi bạn tận hiến, có nhiều khi người vợ làm rất nhiều đồ ăn cho chồng, nhưng mà sự bực tức, sự cãi lộn nhau làm cho bữa cơm nó không còn ngon nữa. Và lời Chúa nói rằng của tế lễ ở đây này, thịt tế lễ là sự tận hiến, làm một cái điều gì đó cho Ngài, hay là sự cầu nguyện với Ngài, nhưng mà lại sống trong sự xung đột. Hỡi những người làm vợ, hỡi những người làm chồng, hãy cẩn thận linh xung đột. Khi bạn xung đột, đừng hòng nghĩ sự cầu nguyện của bạn Chúa nhậm lời. Sách Mác đoạn 11 Chúa nói rằng: hễ ai nói với quả núi này nhấc lên quẳng xuống biển lòng không nghi ngại, nhưng tin chắc vào điều mình nói thì sẽ được xảy ra. Nhưng Chúa nói thêm câu cuối cùng đó, nói rằng khi ngươi đứng trong sự cầu nguyện, hãy tha thứ hết lòng cho anh em người. Nếu không tha thứ hết lòng thì Cha ngươi ở trên trời không tha thứ cho ngươi. Bởi vậy cho nên ở đây lời Chúa nói thà một miếng bánh khô mà hòa thuận, nhai miếng bánh mì mà nhà vui vẻ, thấy nó ngon miệng, còn gặm cái đùi gà mà cãi lộn nhau thì gãy cái răng, nhai phải cái xương. Nhà đầy thịt tế lễ mà cãi lộn nhau thì không bằng ăn một miếng bánh khô. Bởi vậy cho nên sự hòa thuận cực kỳ quan trọng. Hỡi hội Thánh Chúa, chúng ta hãy cùng nhau gìn giữ sự hiệp một. Sự hòa thuận quan trọng hơn. Khi sự hòa thuận trong hội thánh, bài giảng nó khác, sự phục vụ Chúa nó khác. Khi hai người vợ chồng yêu nhau, làm việc không còn bởi trách nhiệm nữa, anh phải, cô phải, mà làm bởi tình yêu. Người vợ nấu biết bao nhiêu thức ăn cho chồng mà không thấy vất vả, là biết bao nhiêu cái áo hay là cái quần cho chồng không thấy vất vả. Nhưng nếu như mà phải làm cho tôi đó thì bắt đầu thấy mệt. Từ phải đó là trách nhiệm ràng buộc. Nào, chúng ta cùng nhau làm việc bởi tình yêu. Tình yêu đó là khi có sự hòa thuận. Tình yêu đó là sự tình nguyện. Amen. Ai đã từng bị bắt phải làm gì chưa? Tôi đã từng bị bố tôi bắt rồi. Phải học. Tôi cũng ngồi, bố tôi ngồi sau. Phải mà. Hết tất cả những cái mà phải, người ta thường hay làm ngược lại. Để chiến thắng linh xung đột, bạn cần phải đóng ba cái cửa quan trọng. Một, miệng của bạn. Hãy cẩn thận miệng. Kinh Thánh chép rằng Chúa Giêsu ngồi ở trên núi, trước khi bằng ngày giảng về bài giảng trên núi đó, Ngài bèn mở miệng. Hãy nhắc lại cùng tôi từ mở miệng. Có nghĩa là Ngài cho chúng ta được quyền mở miệng và được quyền đóng miệng, chứ không phải nói thao thao bất tuyệt mà không biết mình đóng lúc nào và mở lúc nào. Có nhiều người không, tôi không nói tại đây, tại Nga hay là tại chỗ khác, họ nói liên thuyên mà sau đó không biết mình nói cái gì nữa. Mà người ta hay nói rằng bị vạ miệng đấy, mọi người nghe thấy không? Ở Việt Nam hay bị phạt vạ bởi cái miệng, chết vì cái miệng và sống cũng nhờ cái miệng này. Thực ra lời Kinh Thánh chép rằng sống chết nằm ở quyền của cái lưỡi. Bởi vậy cho nên hãy cẩn thận. Đó là cửa thứ nhất, là cần phải cẩn thận cái miệng. Thứ hai là sự kiêu ngạo của con người mình. Sự kiêu ngạo ở con người mình. Điều thứ ba, đừng có tranh luận cãi lẫy nhau. Đừng có tranh luận ai đúng ai sai. Đặc biệt là đừng có lấy lời Chúa mà phang nhau. Vợ chồng khi cãi lộn nhau hay là tranh luận nhau, người vợ luôn luôn nói rằng lời Chúa dạy rằng ông phải yêu tôi như Chúa yêu hội thánh.
Còn vợ thì nói rằng lời Chúa dạy rằng chồng phải yêu tôi như Chúa yêu hội thánh. Chồng thì nói với vợ rằng lời Chúa dạy rằng cô phải vâng phục tôi như vâng phục Chúa. Họ nhận lời Chúa nhưng nhận nhầm. Người vợ phải nhận lời Chúa cho người vợ chứ không nhận thay cho ông chồng. Người chồng phải nhận lời Chúa cho bản thân mình chứ không nhận lời Chúa thay cho vợ. Thành ra họ hay dùng lời Chúa để mà choảng nhau. Cái đó cần phải cẩn thận. Có ba cái cửa này phải đóng lại nha. Một, miệng. Hai, sự kiêu ngạo của mình. Đừng bao giờ cho mình hơn người khác. Mau nghe, chậm nói hoặc là chậm giận. Đó là con đường để tránh được linh xung đột. Điều thứ ba, đừng vướng vào sự tranh luận. Tranh luận hay là cãi lẫy chỉ đưa tới hai kẻ thua. Nếu bạn mà cãi lộn với một người nào đó, bạn thắng. Bạn sẽ làm cho người ta thù bạn. Bạn thì kiêu ngạo. Còn nếu bạn thua người đó, bạn sẽ làm cho người ta khoái chí, chết chưa. Và bạn thì mặc cảm. Bởi vậy cho nên khi cãi lộn nhau, tranh cãi nhau, cả hai đều thua, chỉ có tên là ma quỷ nó thắng thôi. Thật ra hãy rất cẩn thận. Amen. Không phải lúc nào nói sự thật nó cũng giúp được người ta nhá. Chỉ có chân lý mới giúp được người ta. Sự thật đó là ném đá nó. Bởi cho nên hãy cầu nguyện cẩn thận môi miệng của mình. Cảm ơn Chúa. Matthew đoạn 5 câu 23 đến câu 24. Đây là câu kinh thánh cuối cùng để chúng ta cầu nguyện. Matthew đoạn 5 câu 23 câu 24. Đây là lời Chúa dạy này. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ là anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Đọc lại. Ấy vậy, khi nào ngươi cầu nguyện mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Đây là một câu kinh thánh rất là đặc biệt. Nó nhắc lại cho chúng ta về Giô-suê khi thành A-hi. Quân của ông ta đến đánh bị thua. Trước đó đánh một thành tại Giê-rê-cô thắng, mà bây giờ một thành nhỏ hơn là A-hi mà lại bị thua. Ông ta sấp mặt xuống cầu nguyện: Chúa ơi, tại sao lại như vậy? Chúa nói: đừng có cầu nguyện. Chà, lần đầu tiên trong kinh thánh tôi nhìn thấy Chúa cấm cầu nguyện. Đừng có cầu nguyện nữa. Ông nói: tại sao? Chúa nói rằng: hãy đứng dậy, sửa lại cái sai. Dân sự đã ăn cắp đồ ô uế. Có một người tên là A-can đã ăn cắp đồ ô uế đó và giấu đi, cho nên chiến thắng đã tuột mất khỏi tay các ngươi. Các ngươi cầu nguyện như vậy cũng là vô ích thôi. Và câu chuyện đó liên quan tới câu kinh thánh này. Khi chúng ta cầu nguyện mà lòng chúng ta có sự bất an, lòng chúng ta có một linh xung đột với một ai đó, không có sự tha thứ và làm hòa, thì lời cầu nguyện đó Chúa không nhậm lời. Hỡi những người làm vợ, hỡi những người làm chồng, tại sao lời cầu nguyện của bạn lâu mà không thấy Chúa nhậm lời? Tại sao rõ ràng Chúa hứa như vậy mà không thấy Chúa nhậm lời? Phải chăng chúng ta cùng xin Chúa cho giải quyết? Tôi hiểu được, khó lắm, khó lắm, khó làm hòa lắm. Vì sao? Bởi vì khi làm hòa bạn phải thắng được bản thân mình. Có rất nhiều người thắng được người khác, thắng được cả một nửa thế giới này, nhưng thắng được mình còn khó hơn cả thế gian này cơ. Có nhiều người họ thắng được cả thế gian này, nhưng mà linh hồn của họ, con người của họ, cái tôi của họ bên trong không thắng nổi. Bạn ơi, hãy nhờ cậy Chúa Giêsu, hãy nhờ cậy thập tự giá để mà chiến thắng cái tôi của mình. Và khi bạn chiến thắng cái tôi của mình thì hết thảy mọi khó khăn xảy ra với bạn đều giải quyết rất là êm đẹp. Đó là bài giảng ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ. Tôi muốn cho gia đình của bạn được phước. Tôi muốn cho sự kêu gọi riêng của bạn được thành. Tôi muốn sự kêu gọi của nhóm thánh kinh của bạn, nhóm tế bào của bạn, rồi hội thánh của Chúa tại đây được thành. Khi chúng ta đẩy linh xung đột ra khỏi cái hội thánh này, đẩy linh xung đột ra khỏi đời sống cá nhân của mỗi chúng ta, đẩy linh xung đột ra khỏi mối quan hệ vợ chồng, thì bạn sẽ thấy con của bạn sẽ quay trở về nhà cha. Bố mẹ, gia đình sẽ trở về với Chúa, và bạn sẽ thấy Chúa nhậm lời cầu nguyện của bạn. Amen. Xin mời đứng dậy cầu nguyện nào.
Thi Thiên 133 tôi đọc lại, sau đó chúng ta cầu nguyện. Có bài hát nào lên phía trên này không? Thì anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay. Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu tức râu của Aaron, chảy đến chốn áo người. Lại khác nào xương móc Hecmon xa xuống trên núi Sion, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Đã bao nhiêu năm hội thánh Chúa bị một cái linh xung đột gieo vào, sớm muộn gì linh xung đột đó sẽ hủy phá hội thánh. Nhưng cảm ơn Chúa, chúng ta đã bắt nó phải lộ diện. Và cảm ơn Chúa, chúng ta đã tìm cách nhân danh Chúa Giêsu đẩy nó ra khỏi hội thánh. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang lập lại trật tự trong hội thánh qua sự hiệp một. Linh của sự hòa thuận, linh thánh của Đức Giê-hô-va đang ở giữa chúng ta. Tôi muốn chúng ta hãy suy nghĩ về chính con người của mình. Tôi nghĩ rằng không phải ngày một, ngày hai bạn làm được điều mà bây giờ tôi nói, nhưng hãy hướng tới điều đó. Bạn hãy suy nghĩ một người, hai người, không cần nhiều đâu. Bạn đang có sự xung mắc với họ, linh xung đột đang chia rẽ họ với bạn. Bạn khó nhìn vào mắt của họ. Có thể bạn đúng hoàn toàn, người đó sai. Hoặc có thể bạn một phần nhỏ sai. Hãy cầu nguyện với Chúa bắt đầu từ ngày hôm nay. Chúa ơi, hãy giúp con giải quyết linh xung đột này, bắt đầu từ con trước, để chúng con có thể làm hòa được với nhau. Hãy giúp đỡ con bắt đầu từ ngày hôm nay, linh thánh ơi, linh của sự hòa thuận. Vì lời của Chúa nói rằng phước cho những kẻ làm hòa thuận, thì là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải trừ diệt ngay linh của sự xung đột. Bạn có thể là người vợ khó hòa thuận với chồng lắm. Bạn có thể là người chồng rất khó tha thứ được cho vợ những câu nói. Nào, hãy cầu nguyện ngay từ bây giờ. Xin Chúa giúp cho để con của bạn, dòng dõi của bạn không bị linh xung đột đó tàn phá. Bạn phải nhớ rằng hết thảy linh xung đột đó, nó có thể gieo rắc vào đứa con của bạn. Sự xung đột trong gia đình của bạn, vợ chồng, ảnh hưởng xấu tới con của bạn sau này. Hãy vì danh Chúa, hãy vì con của bạn, hãy vì chính hôn nhân của bạn, hãy làm hòa với nhau bởi danh Chúa Giêsu và quyền năng của Ngài. Bạn có thể không có mặt trong buổi nhóm ngày hôm nay, nhưng tôi xin bạn hãy xem lại bài giảng ngày hôm nay. Hãy để cho lời Chúa tác động vào lòng của bạn. Hãy bắt đầu từ một bước nhỏ. Chỉ cần bạn quyết định, Chúa ơi, con quyết định làm hòa. Nói ra miệng của mình trong sự cầu nguyện, Chúa sẽ thêm sức cho bạn. Bạn sẽ thấy bạn thực hiện điều mà nửa năm trước, một năm trước bạn cực kỳ khó. Hãy lắng nghe tôi nói này. Không bắt buộc bạn phải làm việc với người đó, nhưng sự bất hòa trong tấm lòng của bạn đã được giải quyết. Bạn có thể bất đồng quan điểm, bất đồng trong công việc, nhưng đừng bất hòa trong lòng của mình. Sự bất hòa đó là linh xung đột sẽ hành động, và nó sẽ hủy phá bạn trước. Tôi cầu nguyện cho bạn giờ phút này. Cha ơi, đấng làm hòa thuận, đấng đã gửi con một của Ngài là Chúa Giêsu xuống trần gian để làm hòa thuận con người tội lỗi với trời. Chúa Giêsu là đấng chết thay tội cho mỗi chúng con, để chúng con được làm hòa thuận với Cha chúng con. Ngày hôm nay, hãy giúp mỗi chúng con hòa thuận với những người làm kẻ thù của chúng con. Hãy giúp chúng con yêu được họ và cầu nguyện thay cho họ. Hãy giúp cho vợ chồng, con cái hòa thuận lại được với nhau, trong danh Chúa Giêsu Christ. Xin chúng ta hãy nắm tay nhau lại, cầu nguyện cho sự sức giàu hòa thuận, sự sức giàu hiệp một trong hội thánh này. Linh của sự xung đột bị bẻ gãy trong hội thánh Tin Lành Việt Nam tại Berlin này. Linh của sự xung đột, linh ác đó, hãy lui ra khỏi mỗi cá nhân, lui ra khỏi mỗi gia đình, lui ra khỏi mỗi nhóm tế bào, và lui ra khỏi hội thánh này trong danh thánh của Chúa Giêsu Christ. Ta bẻ gãy ngươi và vô hiệu hóa ngươi trên hội thánh của Chúa Giêsu này.
Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài nói rằng bất cứ điều gì chúng con hiệp tâm lại buộc ở dưới đất thì trên trời sẽ buộc. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, chúng con đóng cửa, không cho linh xung đột đó tới với hội thánh này. Và lời Chúa nói rằng điều gì chúng con hiệp tâm mở dưới đất thì trên trời sẽ mở. Chúng con nhân danh Chúa Giêsu mở linh hòa thuận, mở cho linh thánh hành động cho hội thánh này. Bắt đầu từ ngày này, linh của sự hiệp một, linh thánh của Chúa Giêsu, linh hòa thuận, linh của sự sống hành động trong hội thánh này. Không có linh của sự chết, không có linh trầm cảm tấn công hội thánh này nữa. Từ người già cho đến người trẻ, sự tươi mới thay vào sự buồn bã và tang chế là máu triều thiên của niềm vui trong tình yêu của sự hòa thuận, sự công bình, bình an và vui vẻ bởi Đức Thánh Linh trên mỗi một gia đình, trên mỗi một cá nhân. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta công bố điều đó ứng nghiệm trên hội thánh này. Cảm ơn Chúa. Và người Việt Nam sẽ lao tới trong hội thánh này để họ nhận được điều mà mỗi chúng con có. Hãy cho chúng con yêu Đức Thánh Linh nhiều hơn, chạy tới Đức Thánh Linh nhiều hơn, để người Việt Nam tìm kiếm danh Chúa Giêsu. Chúng con giao phó thể chúng con trong tay của Ngài, và chúng con hiệp tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hãy vỗ tay cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.